Một phụ nữ lái xe ở bán đảo Sơn Trà vừa may mắn thoát nạn sạt lở đá trong gang tấc. Camera hành trình của ô tô ghi lại khoảnh khắc hàng loạt đá tảng lớn, nhỏ lao xuống đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại đường Hoàng Sa, khu vực bán đảo Sơn Trà, thuộc địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Một phụ nữ lái ô tô từ trên đỉnh bán đảo Sơn Trà về trung tâm thành phố đã chứng kiến sạt lở đá hàng loạt tảng đá bất ngờ rơi xuống. Gần hiện trường còn có một xe ô tô khác, một nhóm bạn trẻ ngồi ngắm cảnh nhưng rất may không bị đá rơi trúng. Hạ Kiểm Lâm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cho biết đơn vị quản lý cầu đường đã đến hiện trường để dọn dẹp và cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Việc sạt lở ở bán đảo Sơn Trà thường xảy ra vào mùa mưa. Nước mưa làm các khối đất đá bị nhũn ra và có thể bị sạt lở. Cơ quan chức năng đã đặt các biển cảnh báo để người dân và du khách lưu ý khi đi qua các khu vực này.